mà đi vô bệnh viện mổ, ông bác sĩ nói giờ mổ nhưng mà không có bình oxy được không? Giờ mổ nhưng mà không có bình oxy được không? Ủa bác, thôi không đi đâu. Em nghe chồng em kể cái ba giờ chồng chị có mổ không? Ba chồng em quýnh lộn với bác sĩ. Lúc mà bác bé ra sau em nghe, ủa sao con mình nó cứ hà nó khóc tông của chị Hồng Ngọc á chị. Tông nữ trầm. Cái em nói thôi mẹ nữ cao sao đẻ con nữ trầm rồi hà. Cái bắt đầu hút đào hút nhớ xong nó lên phòng thu minh liền vậy. Vậy đó chị. Chồng em có chuẩn bị cái máy điện thoại, cái chân máy để gọi điện về cho bên nhà cho toàn thế giới nữa. 4:30 là em mổ thì 12:00 là bên nhà mẹ chồng em là nguyên một cả gia đình ngồi khách bằng ở đó đó. Rồi ngoài gia đình là còn có bạn bè của chị, hàng xóm láng giềng ngồi như là coi đá banh vậy đó chị. Bắt đầu bên đây gọi qua là cắm cái máy vô cái tivi á. Coi y chang coi đá banh luôn chị. Đá banh mà Việt Nam vô sao mẹ chồng em hú vậy. Kiểu như là nhấn bụng coi như là mổ bắt được em bé ra đó. Không, không, cái đạn nó không được quay chị. Được quay sau này bưng bẫy ra da kề da chứ ba là bắt đầu gọi về bên nó làm. Em nghe kể là mẹ chồng hú rồi nhảy rồi ôm sòm vỗ tay, nói chung mà như là coi đá banh mà vui vậy đó. Chồng em thì bưng em bé nhảy Ấn Độ rồi em thấy vui quá mà sao tụi mình không được chứng kiến nó cảnh nó vui quá. Và cả nhà rất là mừng luôn, ngồi chờ 4 tiếng đồng hồ cuối cùng nhìn thấy em bé mừng ơi là mừng. Mà chồng em rất là vui luôn tại vì ảnh 40+ tuổi rồi mới có đứa con đầu lòng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái hành trình mà đón cái bạn gái đó đến với cuộc đời của Võ Hà Trâm. Quý vị ơi, khó lắm mới mời được Võ Hà Trâm, cho nên là hôm nay chúng cho nên là đi rót nước đi. Đó thấy chưa, tôi lại say sưa và hết quên đó. Mọi người có cái cách nào hiến kế cho chương trình không mọi người? Kể gần xong câu chuyện là con ta chuẩn bị em ăn cơ đôi tháng luôn á. Nước đậu bí. Em đang tính hỏi nước gì mà nó chưng tiếp phải lẹ. Nước cà tím. Dạ. Giờ mình uống đi rồi mình lấy hơi nè. Mình bắt đầu cái công việc là mình phục vụ khán giả nè em. Không có em. Chương trình này không có mời hát. Em luyện thanh để em nói cho nó hay. Nghe chưa? Rồi bây giờ mình quay ngược trở đó. Mình cái ngày đầu tiên mình biết tin mình mang thai là như thế nào nè. Tại vì em là một bà mẹ kiểu dạng như rất là cẩn thận á. Em sau 2 năm để em tận hưởng cuộc sống vợ chồng son rồi là em quyết định em có thai là lúc em thả. Mà từ lúc em thả là tuần nào em cũng thử. Tại vì em sợ cái trường hợp là mình vận động mạnh á mà lỡ xui xui nó tuột ra lúc đó mình sẽ rất là hối hận. Thì em test 2 tuần rồi em không thấy. Cái em thấy thất vọng nhẹ. Em mua bao nhiêu cái que thử thai? Không, em mua chỉ có 6 cây thôi. Thì em test 2 cây em thấy thất vọng nhẹ. Khoan, là cái thời điểm mà em đem 2 cái cây đó ra em test là em đã trễ kinh nguyệt chưa? Là tuần tháng nào cũng trễ hết chị, bị gì em không có điều. Tức là bắt đầu bạn lấy cái cột mốc là từ khi bạn thả. Bạn quyết định bạn bung xỏa là bạn thử liên tục. Dạ tuần nào em cũng thử, xong rồi em cứ thử. 2 tuần đầu không thấy gì hết, cái em hơi buồn. Cái em gái em nói không sao đâu chị cứ thả lỏng đi. Tới có không sao. Cái tuần thứ 3 em thử thì em đinh lên trong bụng lại không có. Xong rồi em để cái que thứ 2 qua bên. Em vẫn bấm điện thoại thì em vẫn ngồi trên bồn cầu nha chị. Em bấm cái em sực nhớ ra mình có cái que thứ 2 thì mình cầm lên trời ơi. Hai cái vạch đỏ lè luôn. Thì ra nãy giờ mình đang thử thai kiểu sực tỉnh á, kiểu đang chơi game mà bắt đi thử thai. đang bận chơi game bắt đi thử thai. Quên là mình đang thử thai. Rồi cái sao? Em thấy 2 cái vạch đỏ lè. Cái bắt đầu em khóc, em xúc động, em khóc. Em vừa cầm cái que em vừa xoa bụng. Chào mừng con đã đến với mẹ, chào mừng con. Vậy luôn hết, được luôn hết. Em xúc động. Em được luôn á chị, em xúc động thiệt, em khóc thiệt, em xúc động quá em khóc. Chào mừng con đã đến với mẹ. Xong rồi em nghĩ là em sẽ giữ bí mật để em đợi chồng em về để em công bố kết quả cho chồng em để xem thử cái phản ứng sữa ảnh như thế nào. Nhưng mà cái miệng không có giữ được chị. Là em nhắn tin liền, anh đang ở chỗ làm. Anh ơi, chúc mừng anh đã lên chức làm cha. Thì đâu có biết phản ứng sao đâu. Anh hỏi lại thiệt không em, đừng giỡn nha. Thì em kêu thiệt, anh lên chức cha rồi. Cái nghe im re, ổng nói gì hết trơn chị. Khoảng không im lặng. Bởi vì là ổng bận báo cho toàn nguyên dòng họ gia phả bên Ấn biết. Là có nghĩa là em có thai đó. Dạ, thường thường người ta phải giữ ít nhất phải 1-2 tháng người ta mới công bố cho gia đình. Chồng em nói hết, chia sẻ hết, ai cũng biết trong vòng ai kiểu như là anh soạn một cái tin mà anh gửi nhúm. Dạ. gửi nhúm đó rồi gửi vô nhúm mà nhiều nhúm vậy luôn. em biết là ổng rất là mừng. Xong rồi là khi mà cả nhà chồng biết rồi là em nghe tin là mẹ chồng em mới nói là khóc tới 3 ngày, khóc 3 ngày luôn á chị, khóc muốn trôi trong độ luôn á chị. Ủa sao vậy, sao mừng. Sao bà mừng. Nhưng mà cái điều gì để cái cơn xúc động của bà nó nhiều mẽ vậy? Thật sự là bà rất là chờ đợi và bà cũng lo. Chồng em là con út trong gia đình mà ảnh có ý định không lập gia đình giống như anh của ảnh vậy đó. Thì bà rất là sợ, và khi mà ảnh lấy vợ rồi thì bà rất là mừng và bắt đầu là bà lo tới cái việc bà có cháu.
20 năm rồi, nhà không có thành viên mới. 20 năm rồi. Tại vì chị lớn là con chị đã 20 tuổi rồi, cho nên là bà rất chờ luôn. Khi mà đón cái tin mừng này đối với bà là một cái tin rất là lớn. Và nói tới văn hóa Ấn Độ, cái việc đón một thành viên mới á, là một cái điều big event luôn, rất là thiêng liêng và rất là hạnh phúc. Cho nên là mọi người phản ứng rất là mạnh. Và bà khóc 3 ngày bởi vì bà quá hạnh phúc. Và ngay cả sau này khi mà em đi siêu âm á, có những cái tấm hình siêu âm chụp về gửi cho bà đó, là đêm mà ngủ bực, bà lấy cái tấm hình ra trên điện thoại mà hôn và mới ngủ. Trời ơi, mẹ chồng em tội nghiệp. Mình bắt đầu đi đến cái hành trình là dưỡng thai. Em may mắn là trước khi có thai là em là một người rất là healthy, rất là quan tâm đến sức khỏe, vận động thể dục thể thao, ăn uống rất là chế độ luôn. Cho nên là khi mang thai thì em không khó khăn gì tới cái việc là ăn vô chế độ hết. Em tập gym, ngay cả nâng tạ, em tháng thứ 8 em vẫn còn đi nâng tạ mà. Và tất cả những người mà tập gym trong cái phòng đó, mỗi lần mà em bỏ tạ xuống, em đi về cái là chạy tới hỏi PT của em ơi, bầu vậy tập có sao không? Tại bụng em lớn quá rồi. Nhưng mà trong cái thai kỳ, bởi vì mình biết được mình đang làm gì và cái mức độ nó như thế nào, là nguyên một cái thai kỳ em cực kỳ là khỏe mạnh luôn. Nhưng mà bị cái là hay lo chị. Mấy cái, nhất là cái tháng đầu, thường thường tháng đầu mình hay ngán nhẹ, là em là có lúc ăn nhiều, lúc thèm ăn, có lúc nghe mùi là tự nhiên sáng nó nghe tỉnh queo rồi chị, không nghe gì hết. Cái bắt đầu con ơi con có sao không con, con làm cho mẹ ói chứ con làm cho mẹ ói chứ con, phải ói chứ con làm cho mẹ ói đi con. Con làm cho mẹ ói mẹ ọe đi con. Cái mới khám thai tuần trước tuần này nó không có làm ọe. Đúng rồi, con là sáng nay phải ói chứ con. Đúng rồi, sáng đi vô khám thai tiếp chị. Cái bác sĩ kêu bình thường mà đâu có gì đâu, vẫn có tim thai. Cái em quyết định em mua luôn mấy con coi tim thai, đo tim thai về nhà luôn. Vậy luôn hả Trâm? Em tự nghe. Khoan, nhưng mà cái điều gì làm cho em căng thẳng và lo nhiều đến như vậy? Em sợ, em sợ. Đấy, một bà bầu đầu tiên tôi nghe là mua luôn cái máy đo tim thai về nhà. Chị biết không, tại xung quanh em á, em nghe mấy câu chuyện bạn em là 8 tháng rồi, mang thai 8 tháng vẫn bị thai lưu, rồi này nọ kia, cho em nghe em bị ám ảnh trong đầu, em rất sợ cái trường hợp đó, cho nên thôi bưng luôn cái máy về nhà luôn. Không, đúng là có rất là nhiều mẹ bầu á là bị lo lắng, cũng có những người lo như chị cũng thuộc dạng lo lắng quá mức nè, nhưng mà chị chưa lo tới như em. Không có thể cho chị không có điều kiện như em. Không, nếu mà chị giàu như em chị cũng mua cái máy về chị tự đo rồi. Người có điều kiện em trăm trả tín dụng chị mở ngân hàng. Cái lúc mà em đi mua cái máy đo tim thai đó, cái người bán cho em á, họ có hỏi em là đến từ phòng khám sản khoa nào không? Tư vấn nhiệt tình không? Dạ không. Dạ, bên chị ơi, ngoài máy đo tim thai, bên em cung cấp đầy đủ và vật dụng y tế, thiết bị y tế. Phòng khám mình đâu vậy chị? Ôi là trời luôn á. Bác sĩ em còn ngạc nhiên mà, bởi vì bác sĩ em không có lo, tại em có luôn cái máy ở nhà rồi. Phản ứng của ông xã em lúc mà quyết định mua máy về là ổng nói gì? Ông cũng ngạc nhiên lắm chị. Ông cũng ngạc nhiên của em. Đến mang mức này hả Trâm? Mang máy gì về làm gì, nhưng mà anh hiểu là em rất lo và anh thấy được cái điều đó. Vậy thì thai giáo thế nào với một bà mẹ mà mọi sự liên quan đến việc mang thai nó phải rất là kỹ lưỡng, ví dụ như là đến đó thì mới bắt đầu thả để có thai, quan sát con là quan sát đến mức mà mua luôn máy đo tim thai về nhà rồi đó, thì cái yếu tố về cái việc đó là đồng hành trong câu chuyện phát triển trí não thai giáo cho con, thì em thực hành sao? Em thay giáo cho con bằng Phật pháp. Em hàng ngày em niệm Phật tụng kinh cho con. Bởi vì em là một Phật tử thuần thành mà, cho nên em có một cái niềm tin rất là vững chắc là trong cái thai kỳ mà người mẹ biết tu tập và giữ cái tâm của mình luôn luôn được an định thì đứa con của mình nó sẽ rất là lợi lạc. Và em cũng đi làm những cái công việc thiện nguyện. Và ngoài ra thì mình thay giáo cho con bằng ngôn ngữ nữa. Cho con nghe rất là nhiều những cái ngôn ngữ. Ba nó thì nói tiếng vừa tiếng Ấn vừa tiếng Anh, em thì nói tiếng Việt, rồi em hát cho nó nghe. Em nói chuyện với con rất là nhiều luôn. Ngay cả đi tắm em cũng con ơi đi tắm với mẹ nha, tắm mát. Thì sau này con em không sợ nước thiệt mà nó rất là thích nước luôn. Và con ơi mai mốt con nhớ trở thành một cái người tốt cho xã hội nè, một cái người lương thiện nè, biết giúp đỡ mọi người nha. Con em cứ tâm sự như là một người bạn của em vậy đó. Có bầu thì phải đi đẻ. Dạ. Tất nhiên là phải đi đẻ thôi. Đúng chứ. Rồi. Thì nó kiểu như là có mang theo cái máy đo tim thai để vô đo cơn gò được. Cái này là hơi lớn. Ê khoan đúng. Bạn này mà bà nói em mua luôn máy đo cơn gò là thì các bạn luôn chặt luôn á. Rồi cái tín hiệu để đến bệnh viện sinh là như thế nào? Em không có đợi cái tín hiệu chị, bởi vì em sinh mổ chủ động. Yes. Dạ, tại vì cái mùa lúc mà em đi sinh là mùa dịch mà căng thẳng nhất luôn. Ừ đúng rồi. Dạ là không có ai ra vô vậy tầm tháng 7 á chị. Tưởng em đi về Ấn Độ em sanh.
Chị em về đó chi chị cho em hy sinh anh Dũng luôn á. Ban đầu em có sao chị nói cho bút em, chị tưởng đâu là em về bển. Về bển chơi thôi chị, chứ vợ chồng em sinh sống và làm việc ở đây, gọi là settle down ở đây chứ không có đi đâu hơn. Nhưng mà gì đó, cái lúc mà mình mang thai là mình có dự định là mình sẽ sinh ở Ấn không? Dạ không chị, trời trời chị, sinh ở Ấn là một cái chuyện rất là ly kỳ luôn. Không biết có thời gian em kể chị nghe. Có, kể đi. Em kể chồng, em kể cái chuyện mẹ chồng em đi sinh chồng em trước rồi tới lượt em sinh sau ha. Mẹ chồng em đi sinh ở Ấn Độ là mang thai chồng em là bự bành kia vậy nè. Đi trên xe là đã cái xe là nó không có máy lạnh, là nó chỉ có cái quạt thôi, cái xe hơi Ấn Độ thời đó đó. Rồi vô đẻ mà nguyên một vàng, nguyên cái phòng là giường, không có đẻ riêng từng phòng như bên mình, nguyên vàng đẻ, nguyên vàng giường, ai vô đẻ vậy đó. Xong rồi bà đẻ ra, lúc mà bà đẻ chồng em là 5kg, đẻ thường 5kg. Ê, cái thể trạng người Ấn, đừng ráp nó vô thể trạng người Việt. Mẹ chồng em cũng nhỏ con như em vậy đó, mẹ đẻ 5kg mà trắng bóc à. Rồi còn tới lượt chị chồng em đi đẻ nữa kìa, chỉ phải mổ. Mà đi vô bệnh viện mổ, ông bác sĩ nói giờ mổ nhưng mà không có bình oxy được không? Giờ mổ nhưng mà không có bình oxy được không? Ủa bác? Thôi không biết đâu. Em nghe chồng em kể cái ba giờ chồng chị có mổ không? Ba chồng em quýnh lộn với bác sĩ. Mày gì? Hỏi ngu. Nghĩ sao? Nó đi đẻ mổ không có bình oxy được không? Cái nguyên nhà bà chị em nó đau á. Nguyên nhà hốt mà chị em chạy qua bệnh viện khác hỏi, vô hỏi chưa hỏi là chưa cần hỏi có giường không, có bình oxy không có là vô đẻ đó chị, là vô mổ đó chị. Em nghe kể rồi thôi, cái mổ xong bên đây cái ông bác sĩ ở bệnh viện bên kia chạy qua đòi tiền là bị gì, vô nhập viện. Trời nên cho chị nghĩ em đi về Ấn em đẻ cái mắt câu hỏi có bình oxy. Đề nghị khi nào chị chồng của Võ Hạ Trâm qua Việt Nam chương trình mời qua đây rồi ngồi Việt giúp. Trời ơi cười tét rúng luôn chị. Em kể mà vô xanh rờ nghĩ rồi quý lộn với bác sĩ. Hốt đi liền luôn. Hốt đi liền mà nguyên nhà đi ở bên Ấn Độ đi đẻ ra đi nguyên nhà. Mọi người kể cho em nghe cái chuyện đó trước khi em mang thai hay chưa? Là trước khi mang thai. Thành ra là đừng hòng để ở Ấn. Thôi không có chuyện đó đâu ha, mất công quýnh lộn. bà này bà lo lắng thôi. Lúc đó bà mua nguyên nhà oxy bà để sẵn. Đi tới bệnh viện nào bà ôm mình oxy đi theo. Em take away luôn, có mình oxy em tới em ship cho bệnh viện luôn rồi em đẻ sao chứ. Cực quá. Xong vậy em quay lại câu chuyện của em nha chị. Em bẻ cua có hơi gắt không? Không có gắt. Mình quyết định xin chủ động tại Việt Nam. Dạ đúng rồi. Với lại bác sĩ kêu là cái xương chậu em nó rất là hẹp. Mà đầu em bé rất là to và nó nguôi mông, tới tuần 37 nó mới quay đầu. Tuần 37 em đêm đó em nằm em đau mà em cảm nhận là con em đang cố gắng quay đầu. Tại vì trước đó là em cứ nói với con ơi con quay đầu đi để mẹ được đẻ thường nha con. Thì tới tuần 37 là bé nó quay đầu. Nhưng mà bởi vì nước ối em quá nhiều và xương chậu quá hẹp cho nên bác sĩ khuyến cáo là nên mổ cho an toàn. Thì thế là cái ngày đó búp ekip quay đồ để làm video clip, có bài hát vlog đồ các kiểu đó. Dạ. Em đi đẻ mà em vui em mừng, nếu em được đẻ chị em vui cười hoài à. Cái bà con đẩy em vô phòng đẻ, cái chích thuốc tê, cái nằm ra cái 15 phút rè. Lấy bưng em bé ra. Thì lúc đó chồng em đang nằm ở trên đầu em vậy nè. Thì lúc mà bác sĩ đè cái bụng chồng em đang đứng trên đầu. Chứ ông nằm sao chồng? Ủa chồng không nằm được. Ủa chồng ơi. Chị thấy không, mới đẻ nó vậy đó. Đó là gọi là tác dụng phụ của chuyện đi đẻ. Em nói rồi tôi mệt lắm. Tôi lo cho cái số này lắm. Em kể tiếp là trong hết giờ. Chồng em đứng đầu em, cái lúc đó dằn cái bụng em dữ lắm chị. Tại em bé cái đầu nó to quá. Xong rồi lúc mà bắt em bé ra, cái em coi nhiều clip mà lúc mà mẹ bắt em bé ra xúc động lắm chị, thiêng liêng lắm. Cái ra cái lúc mà bắt em bé ra sau em nghe, ủa sao con mình nó cứ hà nó khóc tông của chị Hồng Ngọc á chị. Tông nữ trầm. Cái em nói thôi mẹ nữ cao sao đẻ con nữ trầm rồi hà. Cái bắt đầu hút đào hút nhớ xong nó lên tông thương minh liền vậy. Vậy đó chị. Mà xong rồi cái em đinh ninh trong đầu là khi mà con đặt lên mình da kệ da nó sẽ rất là bình yên, ở trên ngực mẹ nó sẽ bú. Mà không chị, trời nó mà nó khóc, mà sao cái miệng nó banh to chị, nó thì mới khóc được. Sao con gì mà miệng gì mà to dữ vậy, sao con mình miệng nó to quá vậy mà cứ há há há. Sao em thấy mệt quá. Cái em cũng hát
để dỗ dành nó mà nó cứ hát. Em bỏ luôn, em buông xuôi rồi, muốn làm gì làm đi. Kệ đi, quay gì quay, không gồng nữa. Không gồng nữa, xong rồi cái cho áp da mẹ xíu, cái mẹ đi hồi sức. Ba còn lại là ba giữ bé, ba áp da với bé. Thì lúc đó chồng em có chuẩn bị cái máy điện thoại, cái chân máy để gọi điện về cho bên nhà ứng. Cho toàn thế giới nữa đó. 4 giờ rưỡi là em mổ, thì 12 giờ là bên nhà mẹ chồng em là nguyên một cả gia đình ngồi khách bằng ở đó đó. Đó. À. Rồi ngoài gia đình là còn có bạn bè của chị, hàng xóm láng giềng ngồi như là coi đá banh vậy đó chị. Bắt đầu bên đây gọi qua là cắm cái máy vô cái tivi á. Coi y chang coi đá banh luôn chị. Đá banh mà Việt Nam vô sao mẹ chồng em hú vậy kiểu đó. Kiểu như là nhấn bụng coi như là mổ bắt được em bé ra đó. Không, cái đoạn nó không được quay chị. Ủa vậy à? Dạ, cái đoạn nó không có được quay. Sau này bưng bẫy ra da kề da. Dạ, da kề da chứ ba là bắt đầu gọi về bên nó làm. Em nghe kể là mẹ chồng hú rồi nhảy rồi om sòm vỗ tay. Nói chung là như là coi đá banh mà vô vậy đó. Chồng em rồi bưng em bé nhảy Ấn Độ rồi. Em thấy vui quá mà sao tụi mình không được chứng kiến cái cảnh đó vui quá. Và cả nhà rất là mừng luôn, ngồi chờ 4 tiếng đồng hồ. Cuối cùng nhìn thấy em bé mừng ơi là mừng. Và chồng em rất là vui luôn. Tại vì ảnh 40 mấy tuổi rồi mới có đứa con đầu lòng. Khi mà mình hồi sức xong thì cái lần thứ hai mà mình gặp lại con thì nó được coi như là lần đầu tiên mình gặp lại con, thì cái cảm xúc lúc đó thực sự là nó như thế nào? Em về là em hỏi con em đâu liền để em cho nó bú, tại vì em sợ là con em đói với em muốn kích sữa nên là con em đâu. Bắt đầu bà vú bồng tới để bên cái là cho bú, nhưng mà cũng nó nhỏ xíu à, mà em thấy nó đáng yêu lắm chị, nó dễ thương. Tại vì em rất là mê em bé mà, đứa con của mình nó trời ơi cái cảm giác nó đã, nó đẹp, con mình nó đẹp, nó hết bị miệng to rồi, nó đẹp nhưng mà tiên thần bữa nay ta trong một khoảnh khắc mà nó hết miệng to rồi em. Nó ngủ chị, nó không có khóc nữa. Mà con em trộm vía đẻ ra nét, nét nào ra nét đó luôn chị, giống ba nó đó chị, chứ giống em là xong rồi. Giống em là xong rồi. Giống ba nó, cho nên là mắt mũi bị đẹp như một thiên thần đang ngủ vậy đó. Cái em cho con bú, bú hết bên này tới bên kia, bên nọ bên kia, bú hoài mệt quá quạo. Rồi mắt gì quạo? Thì tại vì nó bú mệt quá quạo. Tại vì em cho nó bú mà em thấy, em coi đồng hồ nó bú từ 12 giờ tới 3 giờ chị. Sáng 12 giờ tới 3 giờ sáng nó cứ bú xong nó nhả nè. Nằm tê cái em đút vú cái nó bú cái nó nhả nè. Cái vậy đó, hai mẹ con dần nhau tới 3 giờ sáng. Cái em đuối quá nè, bà vú rồi bà bồng đi chỗ khác cho em ngủ, em đuối quá rồi. Nhưng mà được cái là bú hết cái sữa non trong ngực mình bắt đầu sữa về. Thì nói chung là mẹ con em cũng đoàn kết chị. Cũng đoàn, nói chung là cũng đoàn kết đúng không? Tới hôm nay vẫn đoàn kết. Hợp tác tốt. Dạ, hợp tác tốt, đoàn kết. Nhưng mà có cái tháng đầu tiên thì hơi mất đoàn kết tí xíu. Đó, chị muốn hỏi tới cái giai đoạn là từ bệnh viện mà đi về nhà. Tại sao trong bệnh viện có bác sĩ, có y tá tắm táp rồi có mọi người sướng cơm, rồi có người đưa tới thuốc, có người đưa tới nhắc nhở ăn uống thuốc, hỏi rồi có đau hay không, khỏe chưa. Nhưng đi về nhà nó lại là một cái thế giới khác. Mặc dù điều kiện gia đình mình có bà vú chăm, mình có mọi người chăm, nhưng nó cũng sẽ rất là khác. Khác lắm chị. Thứ nhất là mình bắt đầu một cái cuộc sống hoàn toàn khác, thói quen hoàn toàn khác luôn. Em về là ở trong nhà không được bước ra ngoài tại vì dịch. Rồi con em nó, em cho bú mẹ trực tiếp á, bú thường xuyên luôn. Mà con em là một bé rất là hấu bú. Ví dụ như con người ta nó bú hết bầu sữa thì thôi đi, nó bú hết bầu sữa nó chưa đủ no nó, nó la, nó không có chờ, nó không nút tiếp để nó chờ sữa xuống tiếp, nó la kiểu vậy đó chị. Xong rồi em cho bú cái mà nó cứ hoài vậy đó chị, nó cứ giống như phim nhiều tập nó cứ hoài. Bắt đầu em nghe tiếng khóc em điên máu, em nạt con nên. Mà chị biết cái giọng nữ cao của em á, cái giọng mà thanh nhạc đồ đó, nó vang vọng trời đất luôn. Là chồng em bay vô hỏi có chuyện gì vậy, sợ em bạo hành con hả? Dạ, ảnh thì rất là xót con, ảnh rất xót con mà thấy con khóc là ổng đã sợ rồi. Xong em nạt con nữa, bắt đầu ảnh mới nói là em xem lại mình đi, em xem lại hành động của mình đi, con nó có biết gì đâu mà em như vậy. Thì ảnh nói em vậy thì em bắt đầu khựng lại. Và bắt đầu em suy nghĩ về những hành động của mình. Và đó là lần thứ hai em nạt con em rồi đó. Trước đó là đã một lần. Em cứ có cảm giác là em phải nạt một ai đó, em phải gây lộn với một ai đó, kiểu vậy á. Và em biết là em đang bị trầm cảm nhẹ. Em có một cái sự cẩn thận, cẩn trọng cho cái việc đó. Em cảm thấy cái người em nó cứ cấu gắt. Mà trước đây em là một người rất là điềm tĩnh, rất ít khi mà cấu giận. Thì khi mà có con xong là em cảm thấy em cấu, mà em nạt con em hai lần như vậy. Thì cái lần thứ hai em suy nghĩ câu nói của chồng em thì bắt đầu em thấm. Và bắt đầu em mới khóc quá trời luôn. Em mới nói với chồng em xin lỗi.
mà em bản thân em cảm thấy là em đang cần sự giúp đỡ. Em đang cần được giải tỏa. Em đang thấy khó chịu và em cảm thấy rất là bức bối. Hằng ngày cứ cái công việc đó cứ nằm cho bú mà mầm, nằm một lần có khi tới 2 tiếng. Ra là xương cốt có rệu rã rồi, chưa kể con khóc. Rồi hai đêm không ngủ được nữa, rồi không được gặp ai, không được nói chuyện với ai. Nó cứ như vậy hằng ngày luôn. Mình cảm thấy là nó không có cái gì cho mình bấu víu vào. Mình cảm thấy mình căng thẳng kinh khủng. Thì em mới nói chuyện với chồng em, bởi vì em nghĩ là mình cần sự giúp đỡ. Mình cần sự giúp đỡ của những người xung quanh. Thì chồng em rất là hiểu. Và chồng em, lúc đó cái ôm của chồng em nó đáng giá vô cùng chị. Nó đáng giá vô cùng. Ôm chồng em, ôm em mà em khóc như một đứa con nít luôn á. Thế nhưng là em được giải tỏa ra. Thì chồng em rất là hiểu. Thì sau đó thì anh cũng làm những việc về tinh thần cho em vui. Thì sau cái khoảng thời gian 1 tháng đầu, thì bắt đầu tháng thứ 2 thì mình đã quen dần với công việc bỉm sữa rồi, giúp mình đã thích nghi dần với cái cuộc sống ở đó. Vừa cuộc sống bỉm sữa thì chồng em cũng đã dần quen với những cái công việc của một người bố bỉm sữa. Tuy là anh không có khéo như là những ông bố khác, ổng bồng con, ổng cũng còn lọng cọng lắm. Nhưng mà em có thể thấy được là anh rất là yêu con và anh rất là bảo vệ con. Thì không có phụ được gì ngoài chuyện bồng hết trơn. Và bồng con khóc cái trả về thôi chị. Nhưng mà ít ra là cũng có cái tâm để bồng con, chơi với con. Và em được cái là có sự hỗ trợ đắc lực của bà Vú, cho nên là em cũng đỡ phần nào. Và khi mà mẹ đã hiểu con rồi, con cũng hiểu mẹ rồi, thì mọi thứ nó sẽ dần, nó đỡ hơn. Nhưng mà nó lại bước qua một cái căng thẳng khác, đó là về chuyện sữa. Dạ, về chuyện sữa, con em bắt đầu nó tăng cái lượng bú lên và tăng một cách đột ngột. Thì em vật vã với con em cái tuần mà bé nó tăng cữ, tại vì nó phải bú rất là lâu và nó gây nhiều lắm để nó lấy được đủ cái lượng sữa. Thì em quay cuồng tới cái chuyện là bây giờ phải một là kích sữa thêm, vừa cho bú vừa kích sữa, rồi song song đó là con em nó bị vàng da sinh lý nữa. Mà gặp bác sĩ kêu 2 ngày về nhà theo dõi, nếu không bớt đem lên nhập viện. Trời ơi, chắc là mẹ không đủ sữa cho con bú nên không thải ra cái lượng bilirubin làm cho vàng da. Bắt đầu em về em căng thẳng, mình không đủ sữa cho con hay sao. Hỏi chính mình cảm thấy mình tệ bạc quá. Bắt đầu đó đã mẹ bỉm là đã căng thẳng rồi, gặp bác sĩ dễ thương nữa chứ. Xong rồi cái về em cố gắng em hỏi một cái cô bé mà chuyên tư vấn về kích sữa để em kích sữa thêm cho con. Em chịu khó em vừa kích em vừa cho con bú. Thì sau một tuần thì cái lượng sữa nó tăng lên đáng kể, và lúc đó con đã dần đủ sữa và em cũng có sữa trữ cho con. Rồi lại tiếp tục đối diện cái vấn đề khác là con em là cái đường ruột nó quá nhạy cảm. Em ăn cái gì mà lạ vô, hoặc là em ăn chay mà có những cái chả chay đông lạnh, cái nó bị đi phân ra máu. Rồi em lại lo, rồi lại bưng lên bác sĩ, rồi lại về phải kiêng cử ăn, rồi phải cho uống kháng sinh này nọ kia. Rồi dần dần bắt đầu em quen dần với cái việc tại con nó sẽ có những cái trường hợp này, nó hay đi tiêu chảy này nọ kia, ăn dị ứng sẽ ra máu, thì em cảm thấy bình thường trở lại, em đỡ phải lo đó. Chứ mà em là một người mẹ rất là lo cái chuyện bấm móng tay cho con em, bấm sạc cái là chảy máu, xong rồi con nó sưng móng tay lên, cái em chuẩn bị bọc đi bác sĩ nữa tại vì em thấy sưng lên. Nhưng mà chồng em kêu không sao đâu, để từ từ nó bớt. Thì nó bớt thiệt, thì em cảm thấy đúng là mình đang quá lo lắng quá mức. Em bị một bệnh lo lắng quá mức. Dạ. Rồi cái chuyện mà đem cái máy đo tim thai về nhà là quá là rõ không, rồi đó là bệnh đó nha Trâm. Em cũng thấy em mình bệnh đang đó. Nói bệnh á, nhưng đó mà là bệnh lý đó. Dạ. Giờ không hỏi chuyện này điểm sữa nữa tại vì nó đã qua rồi. Bây giờ là Trâm đã bình tĩnh được rồi, Trâm đã bớt những cái lo lắng mà nó không đáng rồi đó. Thì cho nên mình quay lại với cái câu chuyện vợ chồng. Thế thì khi mà hai vợ chồng đã có cái con lớn rồi thì mình bớt gánh nặng đi, thì cái chuyện mà vợ chồng sinh hoạt với nhau á, nó bắt đầu trở lại như thế nào? Tụi em mới bút lịch có một lần à, mà tâm lý của em chưa sẵn sàng. Sau cái lần đó thì em cảm thấy là em chưa sẵn sàng. Em có chia sẻ vấn đề này với ông xã em không? Em có nói. Thì ông xã em rất hiểu và không bao giờ đòi hỏi hiểu vợ đang phải có cái gánh nặng gì, vất vả như thế nào. Không bao giờ đòi hỏi. Và đó là một điểm cảm thấy rất là may mắn. Vì có một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Vậy thì tốt quá rồi. Mà em cảm thấy bây giờ em cần sự ôm ấp và sự yêu thương nhiều hơn là cái chuyện bút lịch. Bản thân em á thì em cần gì thì em sẽ nói. Ví dụ như là chồng em đi làm rất là bận, từ sáng tới tối mới về, thì đôi khi nếu mình là một người phụ nữ trước đây, mình để chồng mình phải tự hiểu là phải tự tới ôm vợ, hỏi vợ thì tự làm mình khổ thôi. Thì chồng em lúc mà đang coi tivi thì em cứ xà cho lòng chồng em nũng nịu vậy đó, thì ảnh cũng ôm ấp, ảnh cũng yêu thương như là trước. Thì em mới
em mới hiểu được vấn đề là quan trọng là bản thân mình cần gì, mình hãy tự đi tìm, mình hãy tự đến nói với người ta. Thì chồng em luôn sẵn sàng dành cho em những cái tình yêu thương và những cái sự chia sẻ động viên như vậy. Và được cái là vợ chồng em không có khoảng cách vợ chồng, tuy là không có bút lịch thường, không có bút lịch, nhưng mà là tụi em vẫn lâu lâu gặp cái nó đi vô nhà gặp cái thôi thương rồi anh đi làm rồi đó. Tụi em những cái nhỏ lại là những cái gắn kết tụi em hơn.